Xin chào tất cả các bạn. Hiện nay trên tay mình đang là hai chiếc Zenfone 4, nhưng mà không phải hai chiếc Zenfone 4 mà các bạn đã từng biết, mà đây là hai chiếc Zenfone 4 được Asus nâng cấp từ chiếc Zenfone 4 cũ. Thì với cái phiên bản này, Asus đã tăng cái dung lượng pin lên từ 1200 lên 1600 mAh và chỉ tặng cho chúng ta một pin. Bây giờ mình sẽ khui hộp để các bạn xem những cái chi tiết bên trong, xem nó có gì khác nhau so với cái Zenfone 4 mà các bạn đã biết trước đó hay không. Thì mình sẽ khui hộp chiếc màu xanh. Ở đây mình có hai chiếc màu xanh và màu đỏ, thì mình sẽ khui hộp chiếc màu xanh cho nó lạ mắt. Thì như các bạn cũng đã thấy, cái cách đóng gói của cái chiếc Zenfone 4 mới nó hoàn toàn giống với cái chiếc Zenfone 4 cũ, tại vì cái phần cứng cũng như cấu hình thì không có gì thay đổi, chỉ thay đổi ở mức pin thôi. Nhưng mà vẫn có những cái lỗ tròn và những cái thông số đặc biệt của cái Zenfone 4 này. Ở phía sau là những cái thông tin để chúng ta có Zenfone 4 logo Intel inside. Và đây là chiếc Zenfone 4 của chúng ta. Cái màu xanh mình đang cầm rất là đẹp, màu xanh ngọc rất là hợp với những bạn nữ cá tính. Ở trong hộp chúng ta vẫn có thẻ bảo hành, số tay sử dụng của Asus. Chúng ta có một cục pin, phần pin này nó khác với cục pin cũ. Pin này có dung lượng là 1600 mAh thay cho cục pin cũ là 1200 mAh, và chỉ có một cục thôi, không có hai cục như cái pin cũ. Chúng ta có một cái cục sạc và một cắp micro USB. Cuối cùng là cái phần số email, số serial của máy thì cũng. Và đây là tất cả những phụ kiện kèm theo các Asus Zenfone 4 mới, một cái bản nâng cấp nhẹ của Asus Zenfone 4 mà các bạn đã biết, với cái dung lượng pin là 1600 mAh. Thì mình cũng đã có thử nghiệm qua cái dung lượng pin của cái Asus Zenfone 4 mới, thì mặc dù cái dung lượng pin được nâng lên thành 1600 mAh thay cho 1200 mAh ở cái phiên bản cũ, nhưng mà khi các bạn gắn pin 1600 mAh vào trong cái phiên bản cũ thì vẫn có thể bật lên và sử dụng bình thường được. Thì như vậy mình hy vọng thì trong tương lai Asus sẽ tiếp tục bán ra những cái phụ kiện như là pin rời 1600 mAh để những người sử dụng cái Asus Zenfone 4 cũ, phiên bản cũ, có thể sử dụng cái lượng pin mới này để thay vào cho cái lượng pin 1200 mAh. Ngoài ra thì mình có một cái nhận xét nhỏ nhỏ là với cái phiên bản nâng cấp này của Asus, thì mình cảm thấy rất là hài lòng với cái việc làm này của Asus. Asus đã rất là biết ngắn lắng nghe người dùng, biết là người dùng sử dụng những cái Asus Zenfone 4 cũ, mặc dù là được tặng hai pin nhưng mà cái thời gian sử dụng nó không có cao, cho nên Asus đã tung ra cái phiên bản nâng cấp này với cái giá chỉ 2.190.000, rất là hợp lý cho một cái người dùng muốn sử dụng một cái sản phẩm có cái sự hoàn thiện tốt, màu sắc tươi trẻ cũng như với cái dung lượng pin cao hơn, chỉ 2.190.000, và sẽ được phân phối khi mà Asus có đủ lượng hàng phân phối tới các nhà bán lẻ. Và đây trên tay mình đang là hai chiếc Asus Zenfone 4. Đây là chiếc Race, chiếc màu xanh. Đây là chiếc màu trắng, đây là phiên bản cũ và đây là phiên bản mới. Đây là phiên bản mới với cái dung lượng pin là 1600 mAh và đây là 1200 mAh. Thì bạn có thấy cái phần giao diện không có gì khác nhau, tất cả đều được chạy trên nền cái Asus UI, Zen UI của Asus, và cả hai máy đều chạy trên cái nền Android 4.3, không có sự khác nhau về cấu hình phần cứng cũng như phần mềm. Chỉ khác nhau ở một điểm duy nhất là Asus Zenfone 4 mới với cái giá mới thì nó có cục pin là 1600 mAh, còn phiên bản cũ là 1200 mAh. Đó là những gì khác nhau giữa hai chiếc Zenfone. Thì Asus cho biết thì họ sẽ bỏ cái mẫu Asus Zenfone 4 với cái dung lượng pin là 1200 mAh và chỉ sản xuất tiếp tục chiếc Asus Zenfone 4 với cái dung lượng pin 1600 mAh, và mức giá dành cho cái Asus Zenfone 4 mới là 2.190.000, sắp được phân phối chính hãng tại Mai Nguyên. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.